Dạ hello, em xin chào tất cả mọi người nha. Em là bên tiệm sắt Gia Phát. Cảm ơn mọi người đã đầu tiên là xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Rồi, và em xin giới thiệu tới mọi người, đây là cái con xe nâng thùng phi, xe nâng thùng phi. Đó. Em xài động cơ là động cơ tời 12V. Và ở dưới là bình ắc quy. Dạ. Con này thì do có nhiều khách yêu cầu em làm cho nên là cái con này là cái con em thí nghiệm thôi chứ em chưa có bán nha. Mọi người mà theo dõi video của em mà có yêu thích kênh của em thì cho em một like, cái đăng ký kênh, ủng hộ tinh thần cho em để em làm mấy con tiếp theo. Cái con này thì em làm để thử nghiệm thôi, con mẫu thôi chứ em không bán nha. Thì nếu mọi người có nếu mà mọi người thấy hoạt động được ok, mọi người đặt hàng thì em sẽ làm con thứ hai. Dạ, cảm ơn mọi người nha. Bây giờ em sẽ lắp dây điện vô. Em mới làm xong thôi, bây giờ em sẽ lắp dây điện vô để em nâng thùng phi cho mọi người xem. Đây là cái tiêu đề của em nha. Đây là YouTube tiệm sắt Gia Phát. Em làm xe nâng thì em sẽ có cái tem là em ghi xe nâng Gia Phát vô. Dạ. Đây cũng là cái con xe nâng, em cũng bán được 1-2 chiếc rồi. Rồi, cái con này thì em bây giờ em sẽ quay nha. Cái thùng phi em đã chuẩn bị sẵn rồi. Trước khi sơn em đã test đi test lại mấy lần rồi. Thùng phi này thì em cũng đã châm đầy nước rồi. Mọi người thấy cây khô nha. Đây. Đó, mọi người thấy nước không? Đây. Nước nhẹ thấy không? Rồi em nước đầy thùng phi rồi nha. Rồi bây giờ em sẽ gắn điện vô. Ở đây em cũng có chiếc màu cam nha. Tại dịch quá khách chưa qua lấy được nha. Chứ em cũng làm xong rồi chuẩn bị giao. Rồi sẵn giới thiệu luôn. Thì cái con màu cam này là để nâng cây. Ở đây là khoan lỗ em đắt sẵn bù lon rồi. Về khách mua motor tời khách lắp vô. Còn bên đây là để cái khách muốn để cái gì đó để, hoặc là không thì mình sẽ để cái đồ bấm của cái motor tời lên chỗ này nè. Dạ. Thì cái dòng bánh xe này là không có khóa cho nên là em thiết kế thêm một cái chống chân. Thì khi mà mình cẩu hàng chịu khó. Đây. Mình cẩu hàng là mình sẽ nếu mà mình không cẩu mình quay lên, còn mình cẩu thì mình quay xuống mình chống chân. Đó. Chống cho chắc cái chân. Dạ. Thôi quay lại chủ đề chính đi. Bây giờ em sẽ gắp điện cho nó và em cẩu thử thùng phi cho mọi người xem nha.
Chị hỏi cô bắp quá. À, 1m2. À. Cảm ơn mọi người nha. Rồi, xin cảm ơn mọi người nha.